Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Để chuẩn bị cho thi sửa học kỳ 2, môn thể dục lớp 8, sau đây thầy và các em sẽ cùng nhau ôn lại nội dung nhảy xa. Về nội dung nhảy xa thì ở lớp 8 chúng ta sẽ học kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Thì kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi bao gồm 4 giai đoạn: giai đoạn chạy đà, giai đoạn chậm nhảy, giai đoạn trên không và giai đoạn tiếp đất. Trước khi thực hiện nhảy xa thì chúng ta cần phải xác định được chân dậm nhảy của mình, đó là chân mạnh của mình. Đến với giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chạy đà. Thì giai đoạn chạy đà được tính từ lúc chạy cho đến khi đặt chân vào ván dậm nhảy. Các em cần tạo ra được một tốc độ tối đa trước khi dậm nhảy để đặt chân vào ván dậm cho chính xác. Và quan trọng không kém đó là cách đo đà và cự ly chạy đà. Đo đà các em thực hiện bằng cách đứng trên ván dậm, các em sẽ đo về vạch xuất phát. Các em hãy nhớ rằng một bước đà sẽ bằng hai bước đi bình thường của các em, và bạn nào chạy đà là số lẻ thì chân dậm của các em đặt ở phía sau khi đứng ở tư thế chuẩn bị, còn đà là số chẵn thì ta đặt chân ngược lại. Cách chạy đà như sau: các em có thể chạy đà tăng dần đều hoặc chạy đà nhanh ngay từ đầu và cố gắng tăng tốc ở những bước đà cuối. Các em sẽ xem hình ảnh minh họa của giai đoạn chạy đà. Đây là hình ảnh minh họa của giai đoạn chạy đà. Chúng ta đến với giai đoạn thứ hai là giai đoạn dậm nhảy. Giai đoạn dậm nhảy được tính từ khi đặt chân lên ván dậm cho đến khi rời ván. Tốc độ chạy đà và dậm nhảy có mối quan hệ mật thiết với nhau. Các em cần kết thúc chạy đà hợp lý sao cho chân dậm vào ván dậm nhảy. Khi dậm nhảy, các em đặt cả bàn chân vào ván dậm. Thời điểm chân dậm rời ván dậm thì chân lăn gặp lại đá mạnh từ sau ra trước. Đồng thời chân dậm các em dồn lực để bật thân mình lên cao và bắt đầu vào giai đoạn bay. Kết thúc giai đoạn này chính là tư thế bước bộ trên không. Các em sẽ quan sát hình ảnh minh họa của giai đoạn dậm nhảy. Đây là giai đoạn dậm nhảy của các em. Đến với giai đoạn thứ ba là giai đoạn trên không. Sau khi bay ở tư thế bước bộ, các em đưa đùi của chân lăn lên cao duỗi ra và kéo chân dậm lên song song với chân lăn, nâng hai đùi lên sát ngực, đồng thời hai tay đưa lên cao, thân người khi đó hình thành tư thế ngồi trên không. Đây là hình ảnh minh họa của giai đoạn trên không, các em quan sát. Đến với giai đoạn cuối cùng là giai đoạn tiếp đất. Ở giai đoạn này, khi các em tiếp đất, các em sẽ nâng đùi, đưa đầu gối lên sát ngực và gập thân người về trước. Cẳng chân hạ xuống dưới và duỗi thẳng. Hai tay chuyển từ trên cao ra phía trước. Khi tiếp đất thì gót chân của các em sẽ chạm cát trước và cần gập gối để giảm chấn động. Thân trên của các em sẽ cố gập về trước để không ngã người về sau. Các em quan sát hình ảnh minh họa của giai đoạn tiếp đất. Một lần nữa, các em sẽ quan sát lại hình ảnh minh họa của toàn bộ kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Để thành tích nhảy xa của các em được tốt hơn, thầy có một số bài tập bổ trợ dành cho các em. Bài số 1, chạy 30m tốc độ cao, xuất phát cao. Bài số 2, chạy biến tốc. Bài số 3, chạy đạp sau 30m. Bài số 4, xuất phát cao chạy đuổi. Bài số 5, bật xa tại chỗ. Bài số 6, bật cao tại chỗ. Bài số 7, lò cò bằng chân dậm nhảy. Bài số 8, bật cốc.
thì một số bài tập ở trên sẽ giúp cho các em phát triển về sức mạnh tốc độ và sức mạnh bộc phát, giúp cho các em nâng cao được thành tích trong một nhảy xa. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy chúc tất cả các em sức khỏe. Thầy xin chào tất cả các em.